nhóm máu không ảnh hưởng tới phản ứng của cơ thể với thực phẩm, do đó ăn kiêng theo nhóm máu không cải thiện sức khỏe và gây thiếu dinh dưỡng. Nhóm máu có thể liên quan tới nguy cơ bệnh tim mạch và mức độ bị mũi đốt. Do đó, nhiều người cho rằng cũng nên ăn kiêng theo nhóm máu để cơ thể khỏe mạnh hơn và trị liệu tự nhiên cho cơ thể. Ví dụ, người nhóm máu A nên giảm ăn thịt đỏ, tăng ăn trái cây, rau, các loại đậu và ngũ cốc, tránh các thực phẩm chế biến sẵn. Những người nhóm máu B ngược lại được khuyến khích ăn các loại thịt, không ăn ngô, cà chua, đậu phộng và một số loại hạt. Chế độ ăn kiêng theo nhóm máu khuyến khích người nhóm máu AB ăn hải sản, đậu phụ, sữa, đậu, rau xanh và ngũ cốc, kiêng ngô, thịt bò, gà, caffeine và rượu. Còn nhóm máu O nên ăn chế độ giàu protein, giàu thịt đỏ, cá, thịt gia cầm và một số loại trái cây và rau quả. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng có rất ít bằng chứng cho thấy chế độ ăn kiêng theo nhóm máu thì cải thiện sức khỏe. Anarius, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ cho biết, chế độ ăn này đã bị nhiều nghiên cứu bác bỏ. Nghiên cứu toàn diện nhất vào năm 2013 đăng trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Mỹ cho biết, không tìm thấy bằng chứng nào để xác nhận lợi ích sức khỏe của chế độ ăn theo nhóm máu. Nhóm máu cũng không ảnh hưởng tới phản ứng của cơ thể với thức ăn. Không có nghiên cứu nào chứng minh rằng ăn kiêng theo nhóm máu có thể hỗ trợ tiêu hóa hoặc cung cấp nhiều năng lượng hơn. Nhiều người cảm thấy khỏe hơn khi áp dụng chế độ ăn theo nhóm máu do đã giảm các thực phẩm chế biến, tăng thực phẩm tươi, tự nấu ăn và tăng cường kiểm soát năng lượng của bữa ăn. Cách làm này áp dụng chung với mọi người, không riêng nhóm máu nào. Thực tế, nhóm máu không được các chuyên gia dinh dưỡng cân nhắc khi tư vấn sức khỏe, thay vào đó là tiền sử sức khỏe, bệnh nền, lối sống, dị ứng, căng thẳng, vấn đề tiêu hóa. Khi kiêng một số nhóm thực phẩm, chuyên gia cần cân nhắc rất kỹ lưỡng để tránh gây ra các vấn đề sức khỏe khác. Ví dụ, nếu bạn đang có nguy cơ hoặc đang mắc bệnh cao huyết áp, tim mạch và có nhóm máu O, bạn không thể ăn chế độ nhiều thịt đỏ. Người bệnh tiểu đường cần kiêng phô mai, sữa và các thực phẩm ngọt không liên quan tới nhóm máu của họ. Hiệp hội Tiểu đường Mỹ khuyến cáo mọi người thiết lập bữa ăn hàng ngày thực tế hơn, không tập trung vào một nhóm thực phẩm cụ thể, không ăn kiêng hoặc cắt bỏ chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng chính. Mọi người nên tuân thủ chế độ ăn ít chất béo và ít muối, tập thể dục cường độ vừa phải trở lên, tối thiểu 150 phút một tuần. Các chuyên gia dinh dưỡng đề xuất chế độ ăn uống cân bằng, bao gồm protein từ thịt nạc và các vitamin từ rau, trái cây, các loại hạt. Các chế độ ăn kiêng giảm cân nhanh như kế hoạch keto và paleo không được khuyến khích. Thay vào đó, chuyên gia khuyên mọi người ăn uống lành mạnh hơn và tập trung vào các chất dinh dưỡng đa lượng. Mọi người nên tránh thực phẩm chế biến sẵn và giảm ăn tinh bột đơn, đường đơn và tăng vận động. Như vậy, cân nặng sẽ giảm từ từ.